Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Ở video này em xin giới thiệu đến các bạn các cái loại khóa cửa để chế xe 4 bánh. Khóa trong, khóa ngoài, có cả chuột khóa cửa điều khiển từ xa, tay lắm. Và các cái cơ cấu của nó. Về cơ bản về các cái hoạt động của cái phần cơ cấu đóng mở cánh cửa thì nó gồm cái phần cơ cấu chính là cái phần chốt này. Cái chốt này thì được gắn trên cánh cửa. Còn cái phần chốt này được gắn trên khung xe. Thì khi các bạn đóng cái xe thì nó sẽ kẹp vào đây. Nó sẽ bập cái này và khóa lại như thế này. Cái này nó đã mở rồi sao? Đây, nó hơi nặng tay thì mình một tay mình quay camera cho nên là nó không rõ được. Đây, như này. Thì đó là nó khóa lại. Thì khi mình ở trong xe thì mình có thể kéo cái lấy này là nó sẽ mở ra. Đây mình kéo cái lấy này các bạn nhé, kéo cái lấy đen này này. Đây mình kéo cái lấy này là nó sẽ bật ra này. Đấy, nó sẽ bật ra này. Còn cái lấy này là dùng dành cho những cái tay lấm này. Tay lắm này thì khi các bạn có mở khóa thì các bạn tùy vào cái khi các bạn dùng chìa khóa thì các bạn ấn này. Cái chốt này nó sẽ đè vào cái này và nó mở cái lấy này ra. Đây mình sẽ mở lấy này ra cho các bạn xem nhé. Đây thì bây giờ mình sẽ gảy cái chốt này vào này thì cái này nó mở ra. Đấy là cái nguyên lý hoạt động của nó như vậy. Đấy thì cái tay lắm này nó cũng có mục đích đấy. Nếu các bạn ra ngoài các bạn rút chìa khóa, các bạn vặn khóa lên, các bạn rút chìa thì cái này bạn sẽ không bấm được như này nữa. Đây mình sẽ làm cho các bạn xem. Mình rút chìa này thì các bạn không bấm này nữa. Đấy. Đấy là về nguyên lý hoạt động nó như thế. Cách lắp đặt thì tùy các bạn thôi, mỗi người lắp ở một vị trí sao cho nó đẹp. Các cái phụ kiện đi kèm của nó thì gồm những cái một bộ là hai cái con chốt này và hai cái bộ trái phải như thế này gọi là trái phải này. Đấy, hai tay lắm, các bạn có thể mua 4 hoặc mua 2. Bên mình thì không bán một, chỉ bán hai hoặc bán bốn thôi. Và đây là cái phần lắp nhựa để che ốp, gọi là ốp nhựa che cho nó đẹp. Đây nó hoạt động, đây nó như này, lắp như này. Cái này các bạn cứ mua về các bạn biết lắp thôi, nó không có gì phức tạp cả. Đây cái này là bên tay đây cái phần ốp nhựa của nó như thế này.
Các bạn có thể không mua cái ốp nhựa này cũng được. Đấy. Và cái ốp nhựa này khi nào hết hàng thì mình sẽ báo hết. Bởi vì là cái ốp nhựa này có bộ nó đi theo, có bộ nó không đi theo. Đấy thì cái nào có mình sẽ bảo là có, cái nào không các bạn sẽ không. Và bạn nào lấy thì phải bảo. Chứ nếu không bảo là mình sẽ không đưa đi kèm đâu. Bởi vì cái này nó không phải là bộ nào cũng có. Cái này mình phải mua thêm cái nhựa này. Thì các cái loại tay lắm ngoài thì nó có cái tay nhựa đen này, đen mờ này, và cái loại đen bóng này. Đấy. Hai cái loại đen mờ là đen bóng thì cái độ bền nó cao hơn, nó không bị mất màu. Còn cái tay màu bạc này thì lúc đầu lắp thì nó rất là đẹp, nhưng nó không phải nằm dạng bằng kim loại, nó chỉ là tay nhựa thôi. Lâu ngày nó sẽ bị bạc màu. Còn các bạn nếu mà mới làm thì nhìn nó cũng đẹp. Đây một bì bọc thì kia phụ kiện của nó đây. Có hai chốt, ốc vít các kiểu. Sau đó thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn những cái tay lắm phía bên ngoài. Thì cái này thì nó móc cái như thế này. Thì các bạn ở phía ngoài này. Đấy. Nếu như các bạn khóa trong thì các bạn sẽ không kéo được cái lấy này. Cái này thì nó có dây nó mắc vào đây và nó kéo về cái phía chốt này để nó mở cửa tay ngoài. Tuy nhiên nếu như các bạn lắp cái tay này rồi thì cũng không cần cái tay này nữa. Đấy. Thì cái này nó chỉ là làm cho những cái cánh phụ thôi. Đấy. Còn nếu như các bạn quan tâm những cái loại đẹp hơn nữa thì có cái loại này. Loại này thì nó vừa có ổ khóa này. Cái này nó có hõm cửa đây. Như xe ô tô dòng Vios các thứ nó đều có cái hõm này. Con này nó giống cái của thằng CRV phải. Đấy. Honda CRV nó hay dùng. Đấy. Tiếp theo thì giới thiệu đến bạn cái phần này là cái phần khóa cốp sau này hoặc là khóa lắp capo này. Dán lên nắp capo này thì cái này là nó hoạt động như cái đóng cốp của xe máy thôi. Đấy các bạn là đóng cái chốt này vào đây thì là nó sẽ dập chốt lại. Cái này là mình làm một tay thao tác nó hơi khó. Đấy. Thì khi các bạn dập dập chốt xuống thì nó sẽ đóng cốp lại. Thì nó như thế này. Và nếu như các bạn làm dây rút thì những cái khóa nó có những cái dây kéo ấy thì nó sẽ mở cái chốt này ra. Đấy. Đấy là cái phần khóa cốp. Cái khóa cốp này thì các bạn có thể mua thêm cái bộ khóa của thằng xe đạp điện ấy, nó có dẫn dây kéo rồi, hoặc là các bạn là kéo dài dây ra thì các bạn mua cái dây phanh của xe đạp cũng được, cứ miễn sao có cái dây kéo vào đấy là được. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn cái bộ chuột mở cửa từ xa. Thì cái bộ chuột này cái nguyên lý hoạt động của nó thì nó cũng giống như cái bộ kéo tay thôi, nó có những cái đua kéo này này. Cái đua kéo này nó sẽ kéo vào những cái chốt mở cửa như cái kết cấu này này. Đấy. Thì khi các bạn bấm mở cửa thì nó rút cái chốt đi thì nó mở cửa ra. Đấy. Thì cơ bản là như thế. Đây là cái con mạch nhận xử lý rồi. Còn đây là những cái con chuột mở cửa này. Con chuột này gọi là chuột chủ này, còn đây là những cái chuột con này. Đấy, đây là bộ dây điện của nó này, thằng này cũng dễ sử dụng thôi, toàn cắm dây điện là được thôi. Thì tất cả các bạn mua thì mình sẽ cắm sẵn cho các bạn. Đây là cái mở điều khiển từ xa này. Đấy.
Cái thiết bị này thì nó nhiều loại lắm, mình cũng không nhớ hết giá đâu. Thì các bạn quan tâm đến loại nào và những cái gì thì các bạn sẽ khoanh vào cái hình ở trong video này, xong rồi các bạn gửi hình cho mình thì mình sẽ báo giá cho các bạn. Các bạn lấy lẻ cũng được, lấy cả bộ cũng được, lấy cái gì mình báo giá cái đấy. Tuy nhiên thì những cái món đồ lặt vặt này thì nhiều khi tìm giá với này nó hơi lâu. Cho nên là các bạn có gửi giá hay là gửi cái hình ảnh nào vào Zalo ấy thì các bạn vui lòng chờ một chút, chứ các bạn cứ giục mình nhanh nhanh lên thì nhiều khi mình cũng không làm được ngay, mà các bạn thì lại các đang cần vội đâm ra nó không hay. Thì các bạn cần loại nào thì các bạn cứ khoanh lại rồi các bạn gửi hình cho mình. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn xem video thì nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Trong cái loạt phụ kiện này thì mình còn một cái bộ phụ kiện là bản lề cánh cửa nữa. Nó rất là đẹp, rất là phù hợp cho các bạn làm xe dép, bởi vì nó là bản lề nổi ở ngoài, nó dạng như cái dòng xe Hummer hay là cái xe gì gì đấy. Nhưng mà mình làm cái video này thì mình không tìm thấy, mình để nó đâu mất đấy. Thì các bạn là chú ý những cái video sau thì mình sẽ bổ sung thêm cái phụ kiện đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình.